Đấy, lúa đấy là mùi đấy, dạ. Đấy. Đấy nhờ, bà Trường Thôn vẫn biết cắt này. Cái này cũng dễ mà, đúng không? Cẩn thận khó khéo rơi ngón tay luôn đấy. Vẫn biết cắt đấy chứ. Như cắt cỏ thôi mà. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Đấy. Chào các bạn. Chào các bạn. Đấy. Ok, chào mừng các bạn quay lại với channel Hùng Ca Gavalo, cuộc sống của cháu Phi. Thì hôm nay là tiếp tục ở công việc ở nông trại đấy mọi người. Thì hôm nay là mình có ra đây là, ở đây thì mọi người cũng biết rồi, là đây ba bản, là có đấy là những anh tổ trưởng, tổ phó của ba bản mọi người, mình cũng nói rồi. Đấy, ở đây là vừa làm đấy là vừa sắp xếp công việc khi người dân bản đến làm, mà có các ấy là anh ấy hướng dẫn. Và hôm nay cũng là mời ba bạc trưởng trưởng thôn là đi ra đây là cũng có một công việc rất là quan trọng. Mai về lử, NG. Về về kì. Đấy là ba bạc trưởng bản đấy mọi người. Đây là có ba bạc đấy của ba bản hôm nay. Vì hiện tại nông trại đấy là đang giúp đỡ ba bản đấy. Còn xung quanh ở đấy thì là có rất là nhiều bản, nhưng mà mình chưa thể gọi đến một lần được vì là đến mà đóng hay làm đóng cũng rất là khó làm. Thì hôm nay là gọi đến đây là công việc quan trọng, đó là mọi người cũng biết rồi, ở ngoài chỗ là anh Linh Philip là có một cái đồng lúa. Thì hôm nay mình cũng muốn là đưa các bác đấy và cũng như là một số anh tổ trưởng tổ phó đấy đi, vì cũng đường xa mà xe thì cũng không là chở được nhiều mọi người, nên là sẽ là một vài anh cùng với bác, các bác trưởng thôn thôi, đi ra đấy thăm để biết cái là ở bên này à cũng có thể trồng được lúa và những cái hạt gạo mà khi anh em thấy mặt thường, thấy mặt là các mạnh thường quân đến gửi tặng cho người dân đấy, là xuất phát là đi ra từ đâu, hay là đi ra từ cái lúa và làm như thế nào, thì cũng để ra để các bác là tham quan luôn, rồi sẽ là về để bắt đầu là triển khai là trồng ở đây, trồng lúa ngay ở chỗ cái nông trại cho ba bản đấy. Sau khi trồng được thì sẽ là có rất nhiều bản ở đây đến mọi người, vì xung quanh ở đấy là rất là nhiều bản làng luôn. Đấy, sau này là ta sẽ trồng ở dưới phía dưới 6 giờ anh Thánh nè. Đó, sẽ đi thăm về sẽ là cùng các bác trưởng thôn là sẽ là đi xuống đấy là sẽ tham khảo khảo sát để khai hoang tiếp tục trồng thêm. Dạ, mai về lử. Ô gì nè, tu đu vong con nó chú vong một lá, nó chú hết máu lá. Ta pha dèo mà pha dèn đá xin à rồi. Dạ, ô chú vong một lá về con mùa ấy. Ta pha dèo con mùa à rồi, con mùa quán nó sai à rồi, bà ra con mê. Dạ? Bây giờ sẽ đi ngồi mê, và sẽ là tamme aki vamo nawe vai turu volema karu nawe sega today's my value vamo my value vamo você vamo 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 yeah quatro pessoas outro fica aqui trabalha já yeah. Thôi bây giờ để đi mọi người, vì từ bản này sang bên bản là anh Lý Phi Liệu là cũng rất là xa. Bây giờ đi từ sáng mà chắc là về đến đây thì cũng phải là chiều tối mới về đến nhà rồi mọi người, vì đường cũng rất là khó đi, rồi đi ra đấy còn đi về cũng mấy chục cây số nữa. Bây giờ ở đấy là có anh Thánh thì ở đấy cùng làm với mọi người ở đấy thôi, chứ cũng không đi được vì hôm trước cũng đi gặt rồi. Dạ, vâng. Đấy, các bác sẽ ngồi ở trong và các anh thì sẽ ngồi ở ngoài mọi người. Đây mọi người, lên thành phố thì mua cho các anh, các bác là một ít nước ngọt đấy, vì là ở trong đấy không bao giờ có nước lành này uống đâu. Đấy, vào đấy là ở trung tâm thành phố rồi mọi người. Đấy, bên này là trung tâm làm việc của huyện bên này đấy. Đấy. Không à? Kìa. Làm lón cho ống nước mát lành luôn. Cái này ở trong tủ đá mát lành. Đấy. Enter, enter. Đấy mọi người, đấy các bác là ngồi trong xe, còn mấy anh thanh niên là to khỏe thì ngồi ở ngoài mừng. Ok, phải. Phải. Đấy, các bác có tuổi đây, ngồi trong xe đấy, lần đầu tiên chắc là lần đầu tiên được ngồi xe hơi đấy. Đấy, vào mua cái lon nước này mọi người. Đấy, mát lành ở trong tủ đá này, mát lành, ta fresh cả đấy. Dạ, bỏ được bê bê á. Đấy, chắc là chưa bao giờ được uống một cái chai nước mà bỏ tủ mát, tủ đá lành như thế này đâu mọi người. Đấy, vì ở trong bản là cũng không bao giờ có những cái này, chỉ ở thành phố ngoài thị trấn này thôi, ngoài thị xã thì mới có đó. Đấy, mua cho các bác chai nước. Dù sao cũng là lên thành phố mọi người, lên thị xã, đấy, uống mát lành. Chào bếp à, quyền đấy.
Đấy, lâu tiên uống được lành mát đá như thế này chắc là cũng không quen. Thế nói ra thành phố mà không có cái gì cũng ấy, tí nữa về sẽ tiếp. Bây giờ đi để uống lon nước đây, bây giờ thôi đi mọi người. Dạ sao có ra vâm muốn đấy. Đấy cái thành trung tâm thành phố đấy mọi người, cho vào trung tâm của trung tâm huyện đấy chứ không phải thành phố đâu. Đấy là trung tâm của huyện. Huyền bên này mang tiếng huyền nhưng mà không phải là huyền rồng lớn đèo như ở Việt Nam mình lắm. Huyền bên này nhỏ bé lắm, chưa đi đã hết huyền rồi. Hay trung tâm huyền thì bé tí mà. Đấy mọi người, anh em mình đã đến chỗ là trang trại trồng lúa của anh Linh Philip rồi. Đấy là giờ mà đến đấy là các bà cũng vừa vào đấy. Giờ vào đây cũng chưa thấy ai mà nhìn xa dưới kia là thấy mọi người đang gặt lúa dưới kia. Ô, về tu. Tá tudo bem, né? Obrigado. Aqui eu levo. Ah, muito obrigado, papá. Obrigado. Aqui. Isso. Obrigado. Isso. Obrigado. Aqui. Valeu. Leva tudo soba, vamos aqui, vamos visitar a nossa fazenda do arroz. Tá mexendo. Depois ele também é um cultivar. Sim. Ah, tá bom. Tá fazendo aí? Eu estou a cozinhar, eu chefe. Ah, anh bê tu là à. Đồ. Đồ. À, đang nấu đồ mọi người. Đấy, nấu đồ và nấu cơm. À, aquí ordena sin mamá. À. Yeah. Aquí está sendero, né? Aquí começamos mesmo sábado a estender. Chefe, já está seco. À, lúa phơi đây khô rồi mọi người. Vậy, aquí arroz. Yeah. Arroz. À. Aqui mesmo já dá mesmo para semear. Já seco. Sim. Dá para semear. Ah, sim. Agora outro é aquele que estão a cortar lá embaixo. Agora vamos lá embaixo, né? Pai. Agora vamos aqui lá embaixo. Tá bem. Aí vai ali xuống để cho cắt lúa mọi người. Đấy. Anh Bê Tu nói là mọi người đang cắt ở dưới kia. Hôm nay trời nắng cũng rất là đẹp luôn. Yeah, esse arroz tá lá embaixo. Đấy, đi xuống như này, đấy, để, xuống là cho các bác là cắt thử luôn. Cắt thử để trải nghiệm một tí, gọi là cắt lúa để biết như thế nào, hạt gạo khi ăn hạt gạo, hạt cơm đấy. Cái lúa, đấy, đi hạt gạo đi ra từ đâu? Từ cái lúa này. Để bắt đầu cắt lúa phơi thóc này. À ghê tâm ấy. À rô là gì? Đâu ấy? Vậy. Vậy, vâng, vậy. À ghi. À ghi, à ghi, vậy. Ya, aquí tú dúate la. Más aquí también. Ahí vaya, dice un yequía. Ahí está, y me voy a cắt lúa yequía. Ahí, vamos, vamos aquí. Aquí ya tira un poco. Đấy, ở chỗ này là hôm trước là anh em mình đi cắt đấy mọi người. À, controla. Esse dia aqui é o tacotá aqui. Ô, thấy mọi người ở đây, anh Linh Philip với anh Quỷ là cũng cắt được rất nhiều lúa đấy đó mọi người. Nghỉ ăn cơm được rồi đây. À. Buen día familia. Buen día. Guasale. Gualale. À. Gualale. Dalale. Populala. Ờ cha, hôm nay cày cắt nhiều anh ơi. Phải vâng ạ kì. Đấy. Xuống ruộng này, thảo xuống cắt tỉ mọi người. Es micro tan liga. Ajá. Đó các bạn, anh em mình đi cắt lúa mà các ca đưa các bác trưởng thôn vào đây để... Anh Quý ạ, hôm nay em là đưa mấy bác trưởng thôn vào đấy để xem ruộng lúa thì đó là để cho mọi người cũng như là trải nghiệm cắt một tí luôn. Vậy, tu đồ mê phải không?
nghỉ ăn trưa được đấy. Chờ căn đôi chỗ này đã. Cốt thật. À. Đấy, đũa rè đường mà đi này. Cắt lốt ruộng này ra xong rồi nghỉ. Ừ. Nhà này cắt 3 ruộng rồi. À cắt được. Cũng như là cắt mỗi hôm một ít chứ. Để còn lấy đường phơi. Đấy, để cho các bà cắt thử một tí đấy. Đó đấy. Vậy, vâng, về ạ kì. Vâng, cô ta xin. Đấy. Đấy nhá, bà Cường hơn vẫn biết cắt này. Cái này cũng dễ mà đúng không? Cẩn thận khó khéo rơi ngón tay luôn đấy. Vẫn biết cắt đấy chứ. Như cắt cỏ thôi mà. Đấy. Vậy, pega đập gà nó vay cây. Vẫn biết cắt đấy chứ, tí là cắt hơi chậm tí thôi chứ. Hãy để cho mấy bác cắt trải nghiệm tí rồi các anh tổ trưởng tổ phó hôm nay. Ôi chứ, quá một cái ba tu đủ. Nó vậy. Nó vậy mua sao ôi. Trabalhar muito com ele. Thấy bé Tu nấu cơm, nấu đâu đấy nữa đây. Bé Tu đi nấu ăn cho anh em mà. Nhớ cùng muộn đấy, chắc là cho mọi người nghỉ ăn trưa đấy chứ nữa. Gần 12 giờ đây đây. Ui giời. Nhưng mà trời mát là quên trưa. Trời mát quên trưa, tôi cắt cố đoạn này bé Tu. Đấy dặn bé Tu rồi, có khi nào đồ ăn chín là xuống gọi mà. À, thấy một nồi đầu nấu. Rồi cơm nấu đến đó rồi. Dạ. À. Mấy bé lụt đấy sao ôm em bà cô tài nhá. Đấy, các bà cắt bây giờ để cho các anh. Đã cô cú lê đã ô trô mì. Các bà cắt bây giờ để cho các anh tổ trưởng của nhóm. Vâng, không có tài. À kì. Các anh tổ trưởng là cắt kì. Cắt từ từ thôi. Đỡ bà cả nhá. Không một cái đề đuôi. Nó precisa puxar com força. Aqui meu irmão, chama Felipe. Ele está controlando aqui fazenda. Pai, você quer o arroz também? Sim, queremos. Então avança com o povo. Cimento aqui já tem bué. Vem aqui receber cimento. Đấy, Aki engineer đồ arroz. Đấy, để hiểu anh quỷ về các bác đi. Aki, đây. Đấy, đấy là anh quỷ mọi người. Đấy là, nói chung là cùng làm ở đây rồi, chúng là rất là ok luôn. Ăn chào đúng anh? Ăn chào. Yeah, Aki engineer đồ arroz. Đấy là đồ Việt Nam. Lấy ta, ai đó cụ tì vào tu đồ Aki. Đấy là bá bạc trưởng thôn ở trong bản em xá trong kia. Bá bạc đấy. Dạ. Đi ra đây cùng thăm lúa một tí để về bắt đầu để mà phổ biến với người dân ở trong đó. Để mà làm. Phải là làm được cái ngoài này. Bây giờ sắp đến mùa khô nhưng mà cũng phải cố gắng làm thử vậy. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Con mua nước thì mình làm mạnh. Hôm sau cũng phải nhờ anh qua trong kia đấy. Mấy hôm ấy. Dạ vậy ạ kìa về. Xa rồi, ta xa bùi. Đấy, lúa đấy là bùi đấy, dạ. Pega, para vô. Dạ. Leva lá, nó đây à.
Aya, después vamos a llevarla. Đấy, cho các bác là trải nghiệm tí cũng như các anh đấy, cắt phải đâu bao cả nhá. Đấy, làm từ từ nó không là lúa này rơi hết. Lúa mà mòn hết tay này. Các bạn nó ướt nữa. Ừ. Ướt nhá. Lúa mà khô thì đỡ, lúa ướt thế này là rồi nó cắt cái lá nó sặc đấy. Ở đây thì hôm trước anh em mình cũng đi gặt mấy ruộng, bây giờ anh lính về lính anh quỷ đấy là gặt chắc phải tầm nửa tháng mới xong từng này đấy. Thì cứ gặt xong một hôm, hôm sau lại nghỉ để phơi. À, vì cái diện chỗ phơi là không có đúng không? Chắc là cắt nốt ruộng này lên cơm luôn nhá. Miếng cơm nó chiều làm nhá. À chiều đập bằng gắt, em thấy gắt trên kia cũng nhiều lắm mà. Này gắt được nhiều đấy. Ruộng à, cứ một hôm hai ba ruộng như này để con phơi đúng không? Ừ. Vài vòng về gầy. Mỗi ngày sao? Ừ, bả ruộng sao đấy hay? Ngày mà sao vừa cắt vừa đập vừa phơi. Thôi, nghỉ cơm được đã. Cái này đứng yên lắm, được mấy ăn thôi chứ em không bằng một người ốm mà chứ có chứ. Ừ. Anh bật cái này anh. Ba cái là đầy rồi. Ăn thua chứ, sao anh ăn thua hay? Chỉ có sóc gánh nhá vừa trước em không? Ừ, sóc gánh thôi. Là ăn giảm thôi. Đã ăn giảm thôi. Đến sóc đấy. Ừ. Bỏ này sóc gành đến là ăn giảm nhất. À, lên thu thóc đây. Sao mà vong. Đấy, gắt sóng lúa đây. Để lên nãy giờ mọi người bên chỗ anh Linh thì đi cùng là nghỉ vào ăn trưa rồi mọi người. Đấy. Vậy, về anh về. Chỗ này chưa gạt được mày anh về. Chắc là mày hôm nữa gạt luôn đấy chứ. À, ngày kia gạt luôn nhỉ. Dạ, bún nì tù. Vâng ạ, kìa. Đấy mọi người, cái áo của mình rách lên Lý Philip mang ra đây. Mang ra đây làm bảo vệ luôn này. À, khô để cho cái nước nó róc hết đi. Dê gắt đỡ bị ướt nó dính lúa đấy. Ừ. Nó 3 ngày tiết với 3 ngày mua. Ừ, để cả chỉ ngờ châm này. Có những quả to này, dâu tay. Chín đỏ cả này. Cái này có phải rửa không anh Quỳ hay là ăn đấy ạ? Ăn thế này là ăn chạp luôn này hay là phải rửa mới ăn chạp? Rửa mới ăn chạp chứ. À. Tàn lắm. Cạt nhiều không? Đấy, nó nhiều chỗ quả to hay.
cho bọn tỷ lân đào nó thì quả nhiều ấy. Thôi được rồi, bà thế thôi. Đi vào rửa đây. Đấy, cứ nhử nhử mỗi hôm vặt ít quả mà ngươi. Là gì? Ese morango. Thấy quả dấu nó hỏi con hỏi quả gì đấy? Ese de boi lava. Có ai qua đâu? Bây giờ đi vào để đưa các bác về mọi người. Ấy chứ đi từ sáng vào đấy gần 12 giờ. Bây giờ đi về để nóng bản cũng phải tầm 3-4 giờ chiều để vào để trong đấy. Ngấm rùng cả được. Có chỗ rửa mặt mẹ ơi. Một cô mình được cái này ăn chạp không? Nói chung là mình cứ bẩn bẩn nghe ăn. Ăn bẩn đỡ đau bụng. Sạch quá đau bụng đấy. Ăn bẩn đỡ đau bụng. Thế này là thế này thôi. Thấy quá. Đây đấy. Lúc nào được một nắm rồi à? Cái nào mày mới cặp bát cặp bao quả đó, ăn đi cho biết nè. Tiếp ô bảy ấy cặp bao đang đi rửa ấy. Dạ hoa pro vay ôm đi đâu đây, đây cũng đi đâu chưa ăn à? Dạ. Bây, Andrew. Andrew. Nước phu kì. Thơm. Thơm nhỉ? Thơm thì đừng hỏi về thế nào. Ta cơm. Ta bơ, ta bơ. Ta bơ. Ngọt thơm à? Anh đi chồng mình gọi đâu, có bón đơn đạm, có chút sâu chút gì đâu. Cái này mà mua khô thì nó đỡ thổi đi. Mà mùa khô thấy anh em ở mùa khô nó ra nhiều quả hơn. Mùa mưa này nó thổi. Nghỉ cho mọi người nghỉ ăn thôi đây. Đưa các bác về thôi. Về luôn à? Thôi anh Quý nha, em về đây. Ok ok. Thôi để em về anh nha. Anh Quý nha. Ok. Obrigado, né, pai? Sim, sim. Ok. Obrigado, obrigado. Sim, sim. Yeah, avança aí, trabalho. Tchau, tchau, tchau. Sim, sim. Pode sair, pai. Ok. Tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, pai. Để mình đưa các bác về thôi. Đấy, mày người dân ông quấy đi trả cái điện này vào đi, để mang về cho các bạn. Đấy, rửa cái chân cái tay cho sạch ra về mọi người.